bạn thân tiết lộ Mai Phương phải làm việc kiệt sức để trả món nợ cắt cổ của mẹ ruột. Bạn thân Mai Phương mới đây đã tiết lộ một bí mật động trời của mẹ ruột Mai Phương. Công chúng lại một lần nữa xót xa vì những gì nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh này phải gánh chịu trong suốt thời gian qua. Thời gian gần đây, dư luận vô cùng thương xót khi nữ diễn viên Mai Phương, sau thời gian dài chiến đấu với bệnh nặng, đã qua đời vào ngày 28 tháng 3. Bên cạnh đó, nhiều người còn bàng hoàng khi một loạt các bằng chứng bị phơi bày cho thấy mẹ Mai Phương đã tra tấn thể xác và tinh thần cô. Mới đây, một trong những người bạn thân của Mai Phương đã lên tiếng và nói về những ngày tháng khó khăn của nữ diễn viên khi còn sống. Mai Phương phải đi làm ở ngay đêm đê tra nơi qua ngờ một ti va ti nờ lơ y tờ cô ba cờ ba mi cho mê ru tờ cô a mươi nhờ mô y tha ngờ. Mai Phương đã cho tôi xem nơ như ngợi y nào ở trên nô tè phô nè và Mai Phương đã kho cờ dơ y tôi. Mai Phương đã lao lư cờ, lao tâm qua nhi ụt. Dù thông tin này đang được kiểm chứng, nhưng việc mẹ Mai Phương nợ nần cũng đã có một số người thân thiết Mai Phương tiết lộ. Nữ diễn viên dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn hết mình trong công việc và giữ tinh thần lạc quan nhất có thể. Người bạn thân này còn tiết lộ cô, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy chơi rất thân với nhau. Dù Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã chia tay nhau được một thời gian, nhưng khi nam ca sĩ qua Mỹ vẫn giữ liên lạc chứ không hề bật vô âm tín như lời đồn đại. Được biết, bạn trai của Mai Phương vẫn rất chu đáo với hai mẹ con và gửi trợ cấp hàng tháng. Họ vẫn giữ một mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc cho con gái La Giai.